để điều khiển giọng nói qua Google Home này hoặc là Google Assistant á, trên Google Home trên điện thoại, thì chúng ta cần phải làm một bước nữa là cấu hình cái ITFT, IFTTT để nó tác động đến cái Blink Server, và Blink Server nó sẽ đồng bộ với lại cái thư viện Blink trên code FP8266, thì từ đó chúng ta có thể điều khiển qua được qua giọng nói. Ở chỗ này cái bo này mà nó hiện dấu đỏ lên tức là chưa kết nối được nha. Rồi, xin cảm ơn. Và cái này nó hay một chỗ là nó sẽ tự động cập nhật khi mà lần đầu tiên nha. Giả sử dây trên app đây là đèn một tắt nha, đèn rồi một bật, rồi tôi tắt điện đi này. Đó, tôi tắt điện đi rồi, tôi tắt điện đi rồi. Rồi sau đó tôi bật điện lên thì lần sau á, nó sẽ tự động cập nhật theo trạng thái ở trên app nha. Đèn một đang bật này, thì chờ xíu. Ở đây là bo nó bị mất kết nối này, xong nó sẽ kết nối lại nha. Rồi nó kết nối lại và nó cập nhật cái trạng thái theo ở trên ứng dụng. Đây nhiệt độ hiển thị lên đây. Đó. Rồi, xin cảm ơn.